Trước khi trả lệnh Nguyễn Minh Châu về việc quyền xin khấn gì Quan Công trong clip trước, thì chúng ta hãy xem tục xin xăm, xin keo bấm quẻ có phải là mê tín hay không. Theo Quyền á, câu trả lời là không, vì tất cả các phong tục văn hóa đều có nét đặc sắc riêng của nó. Đối với tục xin xăm, xin keo bấm quẻ cũng không ngoại lệ. Và chính những phong tục tập quán này á, sẽ giúp con người chúng ta có thêm động lực, có nhiều cố gắng hơn, tự tin hơn bởi các quyết định của mình trong cuộc sống. Hơn thế nữa, để có nhiều vận may cũng như là công việc tràn đầy khởi sắc, chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống của mình để đạt được nhiều thành công nhất định. Tuy nhiên, chúng ta có thể xem những quẻ xăm và những lời lụng giải như là một lời khuyên nhủ, một trong những hướng đi mà chúng ta có thể chọn trong cuộc sống. Chớ quá tin hoàn toàn vào kết quả ấy. Dù gì đi nữa, quyết định vẫn là ở chính bản thân chúng ta. Wow. Rồi, bây giờ là câu trả lời dành cho anh Nguyễn Minh Châu. Đó là Quyền khấn Quan Công cho Quyền làm tấp tấp, chia sẻ về chùa ông quận 5 được nhiều người xem, like, bình luận và chia sẻ. Quyền thấy thì quẻ rất linh ứng vì có rất nhiều bạn vào xem, bình luận tương tác trên các clip của Quyền. Xin cảm ơn cả nhà nha.